Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Bên cạnh các nhóm sản phẩm kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên số, cô trưng bày các sản phẩm quốc phòng của Viettel đã thể hiện tư duy, khát vọng làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt là các công nghệ lõi, góp phần quan trọng nâng cao tiềm lực kinh tế quốc phòng Việt Nam, đẩy nhanh tiến trình tiến thẳng lên hiện đại của một số quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tá Tăng Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội cho biết, mong muốn được giới thiệu với cả bạn bè quốc tế các sản phẩm do chính con người Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Thiếu tá Dương Anh Trà, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng TCT Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội nói, định hướng của chúng tôi trong thời gian tới là song hành với thế giới. Tất cả các sản phẩm sẽ ở trình độ công nghệ tương đương với thế giới và đi cùng với thế giới trong việc nghiên cứu cũng như là phát triển công nghệ. Đồng chí Phạm Ngọc Trung, Trung tâm Mô phỏng TCT Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội phát biểu, tôi cũng nhận thấy được sự háo hức và sự tự hào của người dân Việt Nam rất là lớn đối với các vũ khí, các trang thiết bị, khí tài công nghệ cao hiện nay. Đây là một cái động lực để chúng tôi tiếp tục mà nghiên cứu và phát triển thêm những hệ thống vũ khí, khí tài huấn luyện đạt công nghệ tiệm cận trên thế giới. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vừa qua là sự kiện do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức, lần đầu đã quy tụ hơn 170 đơn vị đến từ 30 quốc gia tham gia trưng bày các sản phẩm quân sự và dân sự phục vụ an ninh quốc phòng. Chiếm vị trí lớn trong khu vực trưng bày trong nhà là gian hàng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel với 60 sản phẩm quân sự thuộc 7 chủng loại khác nhau như thiết bị thông tin liên lạc, radar, máy bay không người lái, các hệ thống tác chiến điện tử. Với thiết kế của khu trưng bày mang tính mở, sản phẩm được bố trí khoa học, hợp lý, đã góp phần đem lại cái nhìn tổng thể cho khách tham quan và trải nghiệm. Công nghệ tiên phong đồng hành thế giới, đây cũng chính là chủ đề xuyên suốt trong phần triển lãm của Viettel tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vừa qua, và những sản phẩm quân sự được lựa chọn cẩn thận, kỹ càng đã thể hiện được phần nào những thành tựu mà Viettel đạt được trong thời gian qua. Trước hết, đó chính là sự khẳng định khả năng làm chủ của những người lính Viettel là trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế chế tạo radar Made in Việt Nam. Tham dự triển lãm, Viettel đem đến 9 sản phẩm radar ở 3 nhóm: radar phòng không 2D, radar phòng không 3D và radar cảnh giới biển. Mặc dù mới chỉ bắt đầu tham gia nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo radar từ năm 2011, tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng, Viettel đã liên tiếp cho ra những sản phẩm radar hiện đại, công nghệ cao được Bộ Quốc phòng nghiệm thu và trang bị cho một số đơn vị thuộc các quân binh chủng trong toàn quân. Phát biểu tại triển lãm, Đại tá Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Radar, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội cho biết, các radar do Viettel nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cũng đã được trang bị trong các quân binh chủng trong thời gian qua rất là nhiều, trong đó là có quân chủng phòng không không quân và quân chủng hải quân. Các khí tài này khi trang bị vào trong quân chủng đều được đánh giá rất cao về các tính năng, đặc điểm. Thứ nhất là tính chính xác, ổn định và khả năng chống nhiễu của khí tài. Thứ hai là khả năng vận hành cơ động cao của khí tài. Nó thuận lợi hơn rất nhiều so với các khí tài cũ trước đây. Với những sản phẩm đài radar cảnh giới bắt sóng thấp decimet đã được Bộ Quốc phòng nghiệm thu và cũng là đài radar chủ lực mà quân chủng phòng không không quân đưa vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao vượt bậc năng lực cảnh giới vùng trời quốc gia. Đài có khả năng phát hiện mục tiêu xa hàng trăm km, đặc biệt hệ thống được triển khai thu hồi bán tự động bằng điều khiển điện và thủy lực, giúp giảm thời gian thu hồi đài xuống chỉ bằng 1/4 so với các đài radar thế hệ cũ. Việc làm chủ thiết kế cũng cho phép dễ dàng nâng cấp, tùy biến phần mềm, phần cứng của sản phẩm sao cho tương thích với những yêu cầu kỹ thuật phát sinh, đồng thời tránh phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Và đây là sản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực radar do chính người Viettel làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế đến gia công sản xuất. Đại tá Trần Trung Kiên nói, khi chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu về lĩnh vực radar này thì thực sự gặp rất nhiều khó khăn vì hai lý do chính. Lý do thứ nhất là các tài liệu các công nghệ về radar trên thế giới người ta không công khai phổ biến để chúng tôi có thể học hỏi được, và chúng tôi bắt buộc phải dùng nhiều cách. Chúng tôi phải đi học, chúng tôi phải tự tìm tòi, học hỏi, chúng tôi phải tự nghiên cứu, tự trải nghiệm. Có những lần thử sai thì từ đó là chúng tôi đúc rút ra những kiến thức và kinh nghiệm để mà phát triển các hệ thống ngày càng hiện đại hơn và tối ưu hơn. Phát huy những thành tựu đạt được, Viettel tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ và tiên phong trong lĩnh vực radar bằng việc cho ra đời các sản phẩm radar 3D, 3 tọa độ là radar 3D tầm gần, radar 3D tầm trung. Đây là các radar thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới với những tính năng vượt trội như khả năng kháng nhiễu cao, kích thước tương đối nhỏ gọn, triển khai và thu hồi nhanh, có khả năng việt giã cao trên mọi địa hình. Đài radar 3D do Viettel làm chủ về công nghệ sản xuất cho thấy các tính năng kỹ thuật chiến thuật tương đương với các sản phẩm radar hiện đại trên thế giới và có khả năng thay thế các dòng sản phẩm radar cũ đang trang bị trong quân đội ta. Đại tá Trần Trung Kiên cho biết radar này là loại radar phòng không áp dụng rất nhiều công nghệ mới, nổi bật nhất là công nghệ quét bước sóng điện tử. Công nghệ này là công nghệ dựa trên cụm anten mảng pha, bằng việc điều khiển tín hiệu sóng điện tử vào từng phần tử anten bằng cách xoay pha và điều khiển biên độ của các tín hiệu này thì sẽ giúp cho chúng tôi điều khiển theo ý muốn được định hướng, lái các tia sóng điện tử ra khỏi anten theo ý muốn của mình. Nhờ vào đó thì chúng tôi có thể xác định định vị được chính xác tọa độ của mục tiêu ở trong không gian, đặc biệt là về độ cao. Điều đáng chú ý, những sản phẩm radar mang thương hiệu Viettel được trưng bày tại Việt Nam Different 2022 đều có hàm lượng công nghệ tương đương và có nhiều tính năng vượt trội hơn với sản phẩm cùng loại của các quốc gia có nền khoa học quân sự tiên tiến trên thế giới. Bằng ý chí quyết tâm, các kỹ sư Viettel đã chứng minh chân lý mang tính thương hiệu của mình. Công nghệ do quá trình lao động mà có, không phải do chuyển giao. Việc làm chủ công nghệ, nghiên cứu và chế tạo cho phép chúng ta chủ động trong công tác bảo trì, sửa chữa, cải tiến và đặc biệt đảm bảo tính bảo mật, đồng thời tiết kiệm đáng kể cho ngân sách quốc phòng. Đại tá Trần Trung Kiên nói, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển công nghệ về radar và sẽ đi theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất là nghiên cứu các công nghệ mới, các xu hướng và kỹ thuật mới trên thế giới về lĩnh vực radar để áp dụng vào các radar hiện tại cũng như là các radar trong tương lai. Và hướng thứ hai là chúng tôi sẽ mở rộng các giải sản phẩm radar của chúng tôi. Không chỉ là những loại radar có mặt trong triển lãm ngày hôm nay mà sẽ còn rất nhiều chủng loại radar cho tất cả các lĩnh vực quốc phòng khác trong tương lai. Để hiện thực mục tiêu đưa ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hùng mạnh hơn, Viettel tiến công vào lĩnh vực rất khó, đó là tự nghiên cứu, sản xuất, làm chủ các thiết bị quân sự công nghệ cao như hệ thống radar cảnh giới phòng không và cảnh giới biển, máy bay không người lái và nhiều vũ khí phòng không công nghệ cao tối tân khác. Trong đó, dòng sản phẩm UAV trinh sát tầm gần do Viettel nghiên cứu, chế tạo với hệ thống quang điện tử có khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm, tự động nhận diện, theo dõi các mục tiêu trong phạm vi hàng chục km. Ông Dương Văn Bách ở Trung tâm Mô phỏng Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Viettel, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội cho biết, Viettel đã làm chủ được thiết kế hệ thống của UAV cũng như các công nghệ lõi, bao gồm công nghệ chế tạo thân vỏ, công nghệ điều khiển bay và thiết kế trạm thông tin hệ thống mặt đất. Các sản phẩm UAV này có chức năng là trinh sát, bắt bám và chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực nhờ được trang bị các camera quang ảnh nhiệt, có thể hoạt động được cả ngày và đêm. Các sản phẩm UAV này có thể được cất hạ cánh thẳng đứng tự động hoàn toàn, nhờ đó có thể được triển khai trong cự ly và không gian rất hẹp. Ngày nay, với đặc điểm giảm tối đa sự hiện diện của con người, máy bay không người lái UAV có thể thực hiện nhiệm vụ ở những nơi mà con người khó tiếp cận, nguy hiểm. UAV đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của nhiều nước trên thế giới, tiên phong trong nắm bắt và làm chủ những công nghệ mới. Viettel đã nghiên cứu ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, công nghệ vật liệu, công nghệ động cơ lực đẩy, điện tử, các cảm biến trinh sát, tình báo, điều khiển và dẫn đường, tích hợp trong sản phẩm UAV trinh sát hạng nhẹ này. Với khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài, khả năng nhìn ngày và đêm, máy bay không người lái trinh sát hạng nhẹ đặc biệt phát huy hiệu quả trong những nhiệm vụ trinh sát quân sự ở những nơi con người khó tiếp cận, đồng thời có khả năng mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực dân sự như tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ phá án, giám sát tài nguyên rừng, nông nghiệp, hành lang lưới điện. Ông Dương Văn Bách cho biết hiện tại Viettel vẫn đang nghiên cứu và phát triển các dòng UAV có kích thước, có cự ly và có tầm bay xa hơn. Sản phẩm của Viettel đã ngày càng tiệm cận được các xu hướng công nghệ tiên tiến trên thế giới. Với việc áp dụng các chuỗi quân sự trên thế giới như các tiêu chuẩn thiết kế của NATO và các tiêu chuẩn thiết kế khác về yêu cầu nghiêm ngặt của hàng không, để đảm bảo chất lượng sản phẩm UAV sẽ có chất lượng và tính bảo mật an toàn cao nhất, độ tin cậy cao nhất. Với năng lực hiện có và những kết quả đạt được trong hành trình, không chỉ làm chủ phần mềm là lõi của sản phẩm và thế mạnh của Việt Nam, mà Viettel xác định tiến tới làm chủ phần cứng và đặc biệt là chipset. Hiện tại, Viettel đã làm chủ nhiều công nghệ lõi quan trọng như chipset, bán dẫn, phần mềm và cũng trên nền tảng công nghệ thông tin phát triển, cùng tham vọng làm chủ các công nghệ lõi tiên tiến của thế giới, ứng dụng trong nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm quân sự. Các kỹ sư của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao đã gắn mác Viettel lên nhiều sản phẩm mô phỏng phục vụ cho huấn luyện trong quân sự. Hệ thống mô phỏng bắn súng này là một trong số đó. Hệ thống này thì cho phép người tập sử dụng súng thật và ngắm bắn, thực hiện các động tác ngắm bắn trên màn chiếu. Hệ thống này được tích hợp công nghệ bộ tạo giật không dây, được lắp trực tiếp trên súng thật, và công nghệ này giữ cho súng mô phỏng có kích thước, khối lượng và không làm thay đổi bất cứ thao tác sử dụng nào của súng thật, tạo ra một cái cảm giác chân thực nhất cho người tập. Công nghệ thứ hai đó là mô hình toán của các loại đạn trong súng. Chúng tôi cũng đã xây dựng nên các mô hình tính toán quỹ đạo đường đạn, trong đó có tính đến tất cả các yếu tố về môi trường như là gió, hướng gió, tốc độ gió, áp suất khí quyển và nhiệt độ. Do đó, kết quả của hệ thống huấn luyện này là vô cùng chính xác. Ở nước ngoài, công nghệ mô phỏng không xa lạ nhưng còn khá mới tại Việt Nam. Sự ưu việt của các thiết bị huấn luyện mô phỏng như giảm thời gian tập trên trang bị thực nhưng vẫn đảm bảo chất lượng huấn luyện, giảm tác hại tới môi trường, tránh được những nguy cơ mất an toàn và đã trở thành động lực để các kỹ sư Viettel phát triển các sản phẩm mô phỏng, phục vụ huấn luyện cho nhiều lực lượng khác nhau. Một trong những đặc điểm đặc biệt của hệ thống mô phỏng bắn súng do Viettel chế tạo đó là sử dụng mô hình tính toán quỹ đạo đạn và khả năng phát hiện điểm laser, đảm bảo chiều cao đường đạn và độ trụm sau khi đã căn chỉnh súng tương đương như súng thật. Với hệ thống này, nhóm có từ 1 đến 9 người có thể thực hiện bắn cùng một lúc với nhiều tư thế. Trong khi bắn sẽ có hệ thống tính điểm và thông báo tới từng thành viên. Thông tin được lưu trữ làm cơ sở cho việc đánh giá cả quá trình học tập, từ đó đưa ra các cải tiến hoạt động huấn luyện, có thể tùy biến trên hệ thống để người sử dụng có những trải nghiệm chân thực khi bắn súng trong môi trường ảo. Ngoài hệ thống mô phỏng bắn súng, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Viettel đã nghiên cứu, sản xuất thành công các hệ thống mô phỏng hiện đại khác phục vụ đào tạo, huấn luyện như mô phỏng xe tăng, mô phỏng máy bay, mô phỏng huấn luyện trinh sát đặc nhiệm. Hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe ô tô có tên gọi là Voto do Viettel sản xuất cũng chính là sản phẩm mô phỏng lái xe ô tô đầu tiên được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Với việc sử dụng thiết bị và công nghệ mô phỏng hiện đại như công nghệ tính toán mô phỏng động lực học, thời gian thực, công nghệ ráp amphen, ghép trộn máy chiếu trong hiển thị hình ảnh, các thuật toán điều khiển cơ cấu mô phỏng chuyển động 6 bậc tự do đã đem lại cảm giác chân thực cho khách tham quan khi trải nghiệm sản phẩm này. Với những thành tựu đã đạt được, Viettel đã thành công trong việc chứng minh năng lực công nghệ Việt đang từng bước tiệm cận, thậm chí ngang hàng với thế giới. Đây là tiền đề quan trọng để Viettel trở thành hạt nhân của tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Không ngủ quên trên những thành tựu đó, khát vọng tiếp tục chinh phục và làm chủ những công nghệ mới nhất sẽ là đòn bẩy để Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tiếp tục vươn xa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa quân đội và phát triển, vươn tầm khu vực và thế giới trong tương lai. Video này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!